Ngũ Quang Tây xin chào con và các bạn nha. Hiện nay cập nhật giá long ngày 31 tây tháng 7. Thì hồi sáng giờ mình đang chờ giá rồi nó có nhỉnh lên không nha để mình cập nhật. Thì tới bây giờ cũng là đầu giờ chiều. Bây giờ là cũng 3 giờ chiều rồi. Thì giá nó không có tăng nha. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật giá. Ngoài đồng thì anh long nó chín thì thấy bà con cũng có thu hoạch, cũng rơi rai nha. Giá thì nó cũng nằm ở mức này thì bà con mình cũng có lợi chút đỉnh. Thì mình cũng làm báo giá, mình cũng mừng cho mấy bà con nào đang thu hoạch thanh long hiện tại nha. Miễn có lời là được rồi. Nói chung ít nhiều thì bà con mình cũng vui, có lời là vui rồi. Bây giờ trồng thanh long là trồng vì đam mê chứ nói mà trồng mà để làm kinh tế thấy sao khó khăn quá. Thì mấy bà con bỏ vườn thì bỏ không được. Bỏ thì thấy nó tiếc, nó xót. Thì có nhiều bà con cũng bỏ quan. Bỏ quan luôn. Hiện tại giờ có cũng vài đám phá nhưng mình không có đi quay được nha. Hiện tại mình đi ngang thì mình thấy có nhiều đám bà con mình cũng phá. Tại già quá phá luôn, không biết có trồng lại hay không nha. Thì bây giờ mình cập nhật giá long ruột trắng, hàng đẹp 13, 14, 15, hàng sàn 10, 11, 12, thì hàng dạt 2 đến 4 ngàn. Thì nói chung là khu vực Châu Thành, Long An với chợ gạo Tiền Giang thì có một số kho không có mua thanh long ruột trắng nha, chỉ mua long ruột đỏ. Giá long ruột đỏ loại 1 20.000, loại 2 15.000, loại 3 10.000, loại 4 5.000, hàng dạt 2 đến 4.000. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá long đến đây thì bà con có quan tâm nhấn đăng ký kênh và nhấn một like để cho mình có thêm động lực mình ra nhiều video nữa nha. Rồi xin chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.